Thưa quý vị, liên quan tới loạt phóng sự mà VTC14 đã phản ánh về bãi trung chuyển than của công ty cổ phần than khoáng sản Long Thanh, tổ 7 khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, thực hiện việc cho thuê đất, lắp thiết bị máy móc không đúng quy định, tổ chức chế biến than khiến người dân bức xúc phải kêu cứu, cứu vì gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới đây đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra để làm rõ vấn đề này. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn 10476 UBNZNN để làm rõ thông tin về hoạt động quản lý đất cho thuê tại công ty cổ phần Than khoáng sản Long Thành, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Theo văn bản chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan nếu thấy cần thiết nghiên cứu nội dung phản ánh đề nghị của VTC14. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 9936 UBNZNN ngày 12 tháng 7 năm 2023 chủ động làm việc với VTC14 để làm rõ thông tin về hoạt động quản lý đất cho thuê tại công ty cổ phần than khoáng sản Long Thành đảm bảo theo quy định và báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Liên quan tới nội dung nêu trên, Trước đó, VTC14 đã nhận được nhiều đơn thư kêu cứu của người dân Tổ 7, khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bức xúc, phản ánh, công ty cổ phần than khoáng sản Long Thành lắp đặt máy móc, thường xuyên chế biến than, gây ô nhiễm môi trường. Trong quyết định 2302 Quy đề UBNZ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2020 cho phép công ty cổ phần than khoáng sản Long Thanh được làm những gì trên diện tích đất đã được cho thuê Quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này như thế nào? VTC14 sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này trong những bản tin tiếp theo sau khi đã làm việc với đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.